vậy gái? Dẫn nhỏ cháu lên học nghề. Đồ nữa hả? Nữa gì? Thái độ gì vậy? Học là trả tiền chứ không phải bào. Rồi. Hiểu. Thích học ba cưng. Rồi thôi dám lên đi, anh vũ cho lên phòng á. À, hồ sơ làm trên lầu hả? Ừ. Mà tính tiền mới lên mới học, còn không tính tiền đi về. Rồi được rồi gái, nha. Đi gái. Cái này là không bào nó nghiêm túc. Được rồi, đi má ơi. Tình nghĩa bấy nhiêu năm gắn tính tiền anh cho em nha. Anh Vũ. Đi đâu á? Đâu anh? Bữa nay đâu á? Dẫn nhỏ cháu lên học nghề hả? À, thế nó bà bơ hả? Rồi, con qua đăng ký đi. Anh đang làm gì vậy? Đang cấp bằng cho mấy em mới test đầu nè. Là học mấy tháng là có bằng này? Học 6 tháng. Nhanh hả? Sau quá trình 6 tháng đó, là nào xuất sắc nhất đó, thì được ở lại làm cho vũ trí. Là mình học xong là mình có thể ở lại vũ trí làm luôn đúng không? Đúng rồi. Cũng là một lợi thế. Mình là mười mấy cơ sở mà, học viên nào tốt là cứ giữ lại làm thôi. Đó, nhiều bạn là tỉnh lắm, đa phần là tỉnh là nhiều. Ở đây thì có ký túc xá cho các bạn ở lại luôn. Ký túc xá ở luôn. Em thấy đa số tỉnh đó là lên đây học rồi làm cho mình một thời gian, nó làm cho cứng tay nghề, cái tao về quê tao mở tiệm thấy ok lắm á. Học ở đây ra thì chắc chắn là ổn định rồi, ra có thể mở tiệm được luôn. Rồi, anh ruột em giờ này học sao rồi? Học tốt lắm, đại học trở nên. Ok. Lên rồi. Thăm ổng anh. Lên thăm cái. Ừ. Rồi tao chào nha. Ok. Ok. À, lớp học đây nè. Gì đông dữ vậy? Chào đây. Ồ, chào vợ. Dạ. Ừ. Đi vô gặp anh hả? Dạ. Ồ, ổng đâu rồi? Đâu đó trong góc kia kìa. Đi vô đó coi coi. Dạ dạ. Khỏe không? Máy bào đó. Hẹn nha, tính tiền nha. Biết đâu cho anh nói. Xin chào tất cả mọi người. Thì trước giờ á, Phương đã gửi rất nhiều bạn bè của mình vào học tóc ở Barber Shop Vũ Trí. Thì sau khoảng thời gian học thì có nhiều người thì ở lại Vũ Trí làm, có nhiều người thì về quê để mà mở tiệm riêng. Nói chung bây giờ ai cũng thành công hết. Thì hiện tại bây giờ thì anh ruột của Phương cũng đang học nghề tóc ở Barber Shop Vũ Trí. Sắp tới đây thì Vũ Trí sẽ mở thêm một cơ sở dạy ở Thủ Đức. Thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký đi mà theo cái khóa học này nha.